JC đây, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Rất xin lỗi bởi vì cái sự thường xuyên không ra video của mình. Bản thân mình hiện tại cũng đang không ở Việt Nam, nên là sẽ có rất nhiều video hay ho cho mọi người xem. Và đây sẽ là một video mình đánh dấu tuổi 19 của bản thân. Mặc dù sinh nhật của mình đã qua được mấy ngày rồi, hơi muộn một chút nhưng mà có còn hơn không, đúng không? Và không dài dòng nữa, vô video luôn nha. Điều đầu tiên mà mình nhận ra kể từ khi mình sống xa nhà, gặp gỡ nhiều người hơn và tham gia nhiều hoạt động ở Sài Gòn, thì mình nhận ra việc chủ động là rất cần thiết. Có thể nói là mình được sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà các cơ hội thường tự đến với mình. Ví dụ như là hồi lớp 6 thì bản thân mình được làm lớp trưởng do thầy bóc random. Lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì được làm lớp phó học tập. Từ đó thì những sự ưu tiên của thầy cô và bạn bè đến làm quen với mình thì mình cũng không phải bỏ quá nhiều công sức. Thế nên mình không hề nghĩ nhiều tới việc chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cho đến khi mà mình xuống Sài Gòn thì không một ai biết mình cả. Lúc đó mình mới nhận ra là mình không có to đến thế. Và việc chủ động đã giúp mình rất nhiều trong việc trải nghiệm, mở rộng và có thêm nhiều mối quan hệ chất lượng, và được thử làm những công việc trong các câu lạc bộ tổ chức, những thứ mà có thể như mình sẽ không bao giờ có nếu như mình chỉ cứ ngồi đó và không chủ động làm gì cả như trước đây. Và nếu như bản thân bạn đang gặp rắc rối, cần được trợ giúp thì cũng hãy chủ động để cho mọi người biết, bởi vì sẽ chả có ai biết bạn đang gặp vấn đề gì nếu như bạn không chủ động. Mọi người sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu như bạn chủ động tìm tới những sự trợ giúp cho chính bản thân bạn. Đúng giờ không những thể hiện bạn tôn trọng thời gian của người khác, mà nó còn nói lên rất nhiều về phong cách làm việc của bạn. Không phải ngẫu nhiên mà trong tờ giấy phỏng vấn sẽ có một cái mục là bạn có đúng giờ hay không. Bởi vì người ta nói làm việc thì quan trọng nhất là thái độ, và đúng giờ cũng là một trong những cách để thể hiện thái độ làm việc của bạn. Hồi đấy mình đã từng là một thánh đi muộn ấy, kiểu 7 giờ có hẹn thì 7 giờ 5, 7 giờ 10 mới bắt đầu vác xe ra khỏi nhà. Nhưng mà cho tới khi buổi học đầu tiên ở đại học, mình chỉ tới trễ có 5 phút thôi, và có một cái tờ giấy dán ở ngoài cửa như thế này đây. Lúc đó cái cảm giác của mình kiểu cũng sốc ấy, bởi vì trễ có 5 phút thôi mà tại sao lại bị như vậy, lại không được tham gia lớp học như thế. Mà chưa kể là nhà mình cách lớp tận 13 cây số, và ngày đầu tiên đi học thì mình còn phải mò đường nhiều lắm. Thế nên là mất một tiếng để tới trường, nhưng mà mình vẫn tới trễ 5 phút. Nhưng mà sau này mình mới hiểu là việc mình tới trễ không những là mất thời gian của người khác, mà còn làm ảnh hưởng tới tiến độ của công việc. Việc đi trễ thì có rất nhiều lý do chính đáng: kẹt xe, xe hư, hết xăng, nhà xa và 1001 lý do chính đáng khác. Thì đối với người bị chờ thì đó chỉ là những biện hộ mà thôi. Và 1000 lý do chính đáng ấy đều được quy về là mất thời gian của người khác. Nhất là đối với cuộc hẹn đầu tiên thì bạn chắc chắn sẽ mất điểm trong cái phần gọi là first impression, là cái gì chị? Ấn tượng đầu tiên. Mặc dù mình chưa 100% đúng giờ hoàn toàn, nhưng mà mình tự cho là đã cải thiện rất là tốt so với hồi trước. Có một câu nói mà mình không nhớ rõ nguyên văn của nó là như thế nào, nhưng ý của nó là bạn có năng lượng như thế nào thì sẽ thu hút được người có năng lượng như thế ấy. Để mình giải thích rõ hơn thì nếu như bạn là người thích đi du lịch, thích khám phá những điều mới, thì bạn thường sẽ có xu hướng muốn kết bạn với những người có sở thích giống bạn. Nếu như bạn là một người nói xấu hay soi mói người khác thì bạn cũng sẽ muốn kết bạn với những người nói xấu và đi soi mói người khác. Mình không nghĩ là người có xu hướng nhìn mọi thứ tích cực lại muốn kết bạn với một người thích than vãn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vì vậy, kết bạn với những người có năng lượng tích cực sẽ giúp cho bạn trở nên tốt hơn, bởi vì xung quanh bạn là những người tốt, là những người có thể mang lại giá trị cho bạn. Nhưng để mà có một mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp thì chính bản thân bạn cũng phải trở thành một người bạn tốt đã. Nhận thức được việc ngưng đổ lỗi cho ngoại cảnh hay là tự chịu trách nhiệm sẽ làm cho bạn thay đổi hoàn toàn góc nhìn đối với những gì bạn đang làm. Có thể việc đổ lỗi không phải là do bạn cố tình, mà là do thói quen. Khi mà còn nhỏ, lúc bạn té vào cạnh bàn thì ba mẹ thường
dỗ bạn bằng cách đánh vào cái cạnh bàn. Đây là một trong những cách giáo dục mà mình nghĩ sẽ tạo ra cho mình một cái suy nghĩ là mình bị té, mình bị đau là do cái bàn, là do ngoại cảnh chứ không phải là do bản thân. Và mọi người thích đổ lỗi hơn, bởi vì so với việc đi tìm giải pháp thì việc đổ lỗi nó dễ dàng hơn nhiều. Chứ nếu như bạn không nhìn thấy được cái sai của bản thân mà chỉ lo đổ lỗi cho hoàn cảnh thì làm sao mà bạn sửa sai được, đúng không? Và bài học này mình cũng nhận ra được từ một người chị mà chắc chắn là bạn trẻ nào cũng biết, đó chính là chị Giang ơi, là người truyền cảm hứng nhiều nhất cho mình. Ok, trên đây là 4 bài học chính mà mình nghĩ là tuổi 18 đã dạy cho mình rất là nhiều. Bản thân mình không phải là người hoàn hảo, nhưng mà chắc chắn là người không ngừng học hỏi. Thế nên mình rất mong chờ vào những điều mới ở tuổi 19 sẽ mang lại cho mình. Và mở đầu cho tuổi 19 là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với mình. Mình tham gia đi tình nguyện quốc tế Global Volunteer 6 tuần tại đất nước Indonesia, và mình chắc chắn sẽ mang mấy bạn đi cùng. Thế nên là subscribe nếu như bạn quan tâm. Chi tiết về chương trình Global Volunteer của Isaac thì mình sẽ để ở phần description box. Nếu như bạn quan tâm thì hãy mở đọc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, và mình xin hứa là mình sẽ ra video thường xuyên hơn. Và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.